có được cái chiến lược để giải quyết cái vấn đề đó. Kế hoạch là kế hoạch chi tiết cho 90 ngày của mình để mà mình theo sát cái công việc đó cho công ty thì mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Tách ra khỏi doanh nghiệp, mình tách ra khỏi mọi thứ, bắt đầu nhìn lại và mình thấy rằng là mình sẽ biết phải làm gì tiếp theo, mình có thêm cái động lực.